người ạ. Hôm nay em lên một mẫu áo polo mọi người nhá, và có hai màu này. Mẫu này em về hai màu đậm luôn, đó là màu hồng, em mặc là màu hồng 10 giờ và màu cam mọi người nhá. Màu hồng 10 giờ thì mix với cả viền xanh, phi xanh này. Cam này thì mix với đỏ. Đấy, màu polo rất là đẹp luôn, rất là đậm. Em mặc rất là hợp cái màu đậm này nên là mặc rất là trông rất là tôn da. Em mix cùng với một chiếc chân váy jean mọi người nhá. Chân váy jean này có lót quần cả nhà nhá, chất mềm của cao giãn là màu xanh tràm. Em thắt lưng đây mọi người nhá, nên mọi người có thể mặc sơ vi cũng được. Sơ vi cũng đẹp cả nhà nhá. Chất rất là mềm và co giãn này, và hơi nó vẫn là len mọi người nhá. Chất polo thường mùa hè ấy, thì nó không có, nó là chất nó hơi thiên thun. Còn cái dòng polo thường hay lỗ này này, cái này nó hơi thiên len một tí. Đây các chị mặc màu đông rất là ấm luôn, màu cực xinh này. Còn chân jean này là chân ôm mọi người nhá, đáng ngắn. Cái này mọi người giữ cái bộ áo polo này các chị mặc đi giày thể thao cho em rất là ok này, rất là đẹp luôn. Nói chung nó trẻ trung và nó khỏe khoắn ấy, mặc với jean được. Nói chung là cái này em nghĩ là mặc với jean nhưng mà quần hay chân váy thì đều ok không? Hoặc là cái kiểu dáng chân váy nỉ cũng được mọi người nhé. Em lên màu hồng mọi người nhé. Màu hồng này thì pha với cả phần khuya dưới gấu là màu hồng đậm, rất là đẹp thôi, đơn giản thôi. Những cái kiểu polo như thế này thì mình mặc là rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Mình nhớ mix với jean là ok ạ. À, chất mềm và co giãn mọi người nhá. Quần em đang mặc đây cũng rất là xuất sắc này, form đẹp, chất mềm. Cái mẫu quần em đang mặc, cái mẫu này mặc vào đi giày thể thao cũng được mọi người nhá, rất hợp đi với cả giày thể thao này. Trắng đẹp, trắng hồng. Đẹp luôn. Có size SML mọi người nhá. Quần em có SML.